Xin kính chào quý vị khán giả. Máy sấy lạnh không phải là sản phẩm xa lạ, nhất là đối với các doanh nghiệp chế biến về nông thủy sản. Hoa quả, rau củ, dược liệu, thủy sản khi mà đi qua chiếc máy sấy này được tách ẩm và khử khuẩn. Ngoài việc chất lượng được đảm bảo, tuổi thọ của sản phẩm cũng kéo dài đáng kể. Từ vài ngày giờ có thể kéo dài đến hàng tháng. Trong nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như hiện nay, vai trò của chiếc máy sấy lạnh đang trở nên quan trọng hơn khi mà những sản phẩm nông thủy sản chậm tiêu thụ, chậm xuất đi sẽ cần nhiều hơn đến khâu bảo quản tích trữ. Chuyển mình theo nhu cầu mùa dịch, doanh nghiệp cũng liên tục cải tiến sản phẩm. Thời gian sấy hiện giảm xuống chỉ bằng một nửa, từ 6 đến 8 tiếng so với các máy truyền thống. Điều đáng nói, những chiếc máy made in Việt Nam này đều là của doanh nghiệp Việt với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 95%. Sau nhiều năm đúc kết kinh nghiệm qua quá trình làm việc với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp này giờ đã có thể tự sản xuất những chiếc máy sấy lạnh tiêu chuẩn quốc tế, nhưng giá thành và công năng thì đáp ứng đúng theo nhu cầu khách hàng và tính chất hàng hóa của Việt Nam. Không chỉ là bảo quản, sản phẩm còn là giải pháp chế biến sâu cho nông sản Việt. Theo đại diện của doanh nghiệp, số đơn đặt mua máy trong đợt dịch bệnh này đã tăng từ 150 đến 200% so với trước. Những chiếc máy sấy lạnh made in Việt Nam đáp ứng nhu cầu cao trong đợt dịch bệnh. Nhưng nhìn xa hơn, đó là một trong những cách để doanh nghiệp có thể đi đường dài đối với ngành nông nghiệp trong nước, lĩnh vực chế biến sâu. TKC rồi, với Sasaki.